Thế vận hội Olympics đang diễn ra cực kỳ sôi động, thì nhân dịp này Miss Bass sẽ đố các bạn một vài từ về các dụng cụ thể thao tiếng Anh. Đố các bạn nha, cây kiếm trong bộ môn đấu kiếm tiếng Anh gọi là gì? Cây dây ri băng trong thể dục dụng cụ gọi là gì? Cây súng bắn trong môn bắn súng gọi là gì? Và cây gậy đánh gôn tiếng Anh gọi là gì? Cho các bạn 5 giây suy nghĩ ha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, thì đầu tiên cây kiếm trong bộ môn đấu kiếm chúng ta có 3 tên gọi. Thứ nhất là Epee, Foil hoặc là Saber. Trong bộ môn thể dục nhịp điệu thì các bạn thấy đó là vận động viên người ta cầm một cái sợi dây ri băng, người ta quay. Thì cái môn thể dục nhịp điệu này trong Olympics gọi là Rhythmic Gymnastics, và cái dải dây đó gọi là Ribbon. Trong bộ môn đánh gôn thì cái cây gậy đánh gôn nó không có gọi là Golf Stick mà chúng ta gọi là Golf Club. Trong môn bắn súng thì vận động viên có tới 3 loại dụng cụ. Thứ nhất đó là súng ngắn, Pistol, súng trường, Rifle, và súng săn đó là 12 gauge shotgun.